Em đang muốn mua một bộ PC để em hoàn thành ước mơ một tuyển thủ quốc gia, làm giàu như đất nước, giải phóng sức lao động. Em ước mơ giải phóng vũ trụ, đánh tan thế lực xấu luôn. Các bạn là muốn chơi game đúng không? Đúng anh. Thế chúng muốn mua bao tiền? Ngân sách của em là dưới 2 tỷ. Cụ thể là 20 triệu. Có 3060, 12.400 MB, 16GB RAM, RGB sắp sinh. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi thế nhá. Thế này, anh bảo này, với vai trò là một người anh đi trước ấy, thì kinh nghiệm chinh chiến đầy mình. Nói thẳng luôn với chú là đẹp cỏ nhá. Ồ, bộ đây anh. Tiền quá. Tiền nhờ.